Vâng ạ, câu hỏi đầu tiên đến từ khán giả Thu Lê có nội dung như sau. Bệnh thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch có liên quan tới di truyền không? Đối với bệnh nhân có tiền sử bệnh đông máu, khi bệnh thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch xảy ra thì sẽ có biến chứng như thế nào, thưa bác sĩ? Dạ vâng, cảm ơn MC Nhật Thảo. Câu hỏi của khán giả Thu Lê vừa nêu thì cũng nhiều người cũng rất là quan tâm. Sao là thuyên tắc khối tĩnh mạch có di truyền hay không? Thuyên tắc khối tĩnh mạch là một bệnh lý mà rất là phong phú về góc độ nguyên nhân. Nhưng mà về mặt di truyền là có. Tuy nhiên không phải tất cả các trường hợp mà bị thuyên tắc khối tĩnh mạch đều là bệnh lý di truyền. Đa số là mắc phải. Mắc phải có nghĩa là gì? Trong cái điều kiện. Ví dụ như bệnh nhân sau mổ thay khớp gối, khớp háng, bệnh nhân bị ung thư, cái bệnh nhân bị nằm yên một chỗ vì bệnh lý nội khoa cấp tính như chúng ta vừa nói, thì là có nguy cơ thuyên tắc khối tĩnh mạch. Một phần nhỏ trong số các bệnh nhân bị thuyên tắc khối tĩnh mạch đó là những bệnh nhân rất là trẻ, như là thấy cũng chẳng có cái yếu tố nguy cơ gì cả, tuy nhiên là tự nhiên xuất hiện những huyết khối. Khi thực hành lâm sàng chúng tôi đã gặp những trường hợp như vậy, và nó có mang tính chất gia đình. Thì ví dụ như là các vấn đề như là thiếu hụt protein C, protein S hoặc antithrombin 3 hay đột biến gen, vì mỗi cái yếu tố về tăng đông như vậy, giảm đông như vậy, khi đều được quy định bằng cái gen, và khi có sự đột biến có thể di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì có những cái gia đình chúng tôi thấy thì gặp từ ông này, xong mẹ này hay bố này, xong chuyển đến con này, và trong già còn thường xuyên có những người bị đột tử vì những chuyện tăng đông này, có thể gây ra tắc mạch trên não, có thể nhồi máu cơ tim, có thể gây ra huyết khối tĩnh mạch chân, hoặc là có tắc động mạch phổi. Và chúng tôi cũng đang làm một cái nghiên cứu dài hơi và về liên quan đến cái sự đột biến gen và những vấn đề mang tính chất gia đình. Và một khi mà thuyên tắc khối tĩnh mạch đã xảy ra, như chúng ta đã nếu mà theo dõi thì đương nhiên là sẽ là rất nguy hiểm. Tùy nó tắc ở đây, thuyên tắc khối tĩnh mạch thì nó tắc ở tĩnh mạch thì hội chứng hậu huyết khối di chuyển lên động mạch phổi, có thể gây tử vong hoặc là có thể gây ra suy tim, và có thể để lại tình trạng cấp tính như là tử vong hay là suy tim cấp, hoặc cũng có thể dẫn đến tình trạng suy tim mãn tính hoặc là hội chứng hậu huyết khối, nó rất là nguy hiểm. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ dành cho quý vị khán giả tên là Thu Lê. Và một câu hỏi tiếp theo đến